xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống đời sống Phật hôm nay chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngư, sẽ tiếp tục giảng về những đại nguyện của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, và chúng tôi hy vọng qua những chia sẻ và giảng dạy của thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về mỗi lời nguyện của ngài để tinh tấn tu tập trên con đường giác ngộ. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính chào thầy. A Di Đà Phật, xin chào cô Nhật Hương Huy, và chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống đời sống Phật. Dạ, kính bạch thầy, đại nguyện tiếp theo là đại nguyện thứ 10. Chúng con xin phép đọc như sau, đó là: tôi nguyện đời sau khi đắc đạo Bồ đề, nếu các loài hữu tình mắc phải pháp luật nhà vua, bị trói buộc, đánh đập, giam cầm trong lao ngục, hoặc sẽ bị tử hình hay vô lượng tai nạn khác, lấn hiếp, nhục nhã, sầu thương thê thảm, nung nốt thân tâm, chịu nhiều đau khổ, nếu được nghe danh hiệu tôi rồi, nhờ sức oai thần và phước đức của tôi, đều được giải thoát tất cả ưu sầu đau khổ. Dạ, chúng con có một thắc mắc là cứ mỗi đại nguyện thì ngài lại là phát nguyện là nếu một cái chúng sanh hoặc một loài hữu tình nào mà nghe được cái lời nguyện của ngài thôi là được thoát hết, thì trong cái đại nguyện này là mình thoát được khỏi gông cùm rồi lao tù này nọ. Thì kính bạch thầy, nếu vậy nó nghe nó đơn giản và dễ ghê luôn á, là từ vì mình không có cần tu học, không tu tập gì hết, cứ sống thoải mái, xong rồi tới lúc bị tai nạn cái là niệm danh hiệu ngài cái là thoát khỏi. Thầy vậy có đúng không, mà có thật không? Thưa quý vị, trong cái lời nguyện thứ 10 của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai này, chúng ta thấy rằng là ngài nguyện rằng là nếu có một cái người nào đó ở trong lao tù bị xiềng xích vân vân và bị trói buộc đủ thứ ở trong ngục tù, chịu nhiều cái điều khống khổ khi nghe cái danh hiệu của ngài, tức là thoát hết tất cả các cái điều đó. Và cho chúng ta thấy rằng là cái lời của ngài nó đúng chứ không phải là nó sai. Khi nghe này tức là ở ngay trong cái tâm khảm của tất cả chúng ta. Chúng ta hiểu rõ được cái việc đó và hiểu được cái danh hiệu của ngài. Trong quá khứ nếu chúng ta tạo tất cả những cái nghiệp ác xấu vân vân, và chắc chắn rằng là một cái ngày nào đó cái quả chúng ta sẽ nhận. Nếu người nào đó đem hết tâm thành để dứt trừ tất cả những cái nghiệp xa xưa của mình, khổ đau kia, thì chí thành niệm Phật, thì chúng tôi nghĩ rằng cái nghe đây tức là nghe chính cái bản thân của chúng ta, không phải là nghe cái tiếng bên ngoài, mà chính cái bản thân mình nghe được cái danh hiệu đó, được Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, chính bản thân của chúng ta chứ không phải là bên ngoài nghe cái danh hiệu đâu, tức là đạt được cái sự chánh đẳng chánh giác. Còn nếu mà chúng ta niệm, chúng ta nghe đó thì nó cũng có một cái ít phước. Nó nghe một cái người, khi chúng ta lắng nghe thì nó dứt hết tất cả những cái điều xấu ác bên ngoài, chứ không phải là chúng ta chỉ nghe. Chúng nghe rồi chúng ta phải dứt trừ nữa, từ cái tham, cái sân, cái si, nó không có còn đọng lại trong tâm nữa, thì tất cả những cái khổ phước kia nó được chuyển đổi. Nếu chúng ta bị giam cầm, bị tù tội kìm kẹp của vua, bị khổ, bị nhục, bị chuyện này chuyện khác luôn, nếu mà chúng ta đã đạt được cái đó thì cái năng lực á nó rất là quan trọng, nó có thể làm rơi hết tất cả những cái xiềng xích, bởi vì chúng ta đạt được cái nghe của chính cái bản thân của chúng ta, tức là đạt được cái sự giải thoát rồi thì nó không có còn khổ nữa. Cho nên chúng ta hiểu cái chỗ này, chính bản thân chúng ta nghe được cái danh hiệu, tức là nó dứt trừ hết tất cả những cái nghiệp chướng, cái báo chướng và cái tội chướng rồi, thì nó mới thành đạt được. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạy kính bạch thầy, như lời thầy dạy là mình phải cố gắng nghe chính bản thân mình, thì mình làm sao nghe, mà nghe bằng cách nào ạ? Dạ. Mình nghe ở đây đó, tức là khi Đức Phật Dược sư, như trong cái 12 nguyện của ngài, tất cả đều đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh, tất cả đều dứt trừ hết tất cả những cái phiền não,
cái đại phiền não, đại tùy phiền não, tức là cái tham, cái sân, cái si, mạng, nghi, ác kiến, nghi tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, chúng ta dứt trừ hết. Tức là chúng ta nghe được chính cái tâm của chúng ta. Như vậy thì muốn nghe được cái đó thì chúng ta cái gì? Phải lắng lòng, phải buông bỏ hết tất cả những cái đó ra thì chúng ta mới nghe được, mới thấy được. Còn nếu mà chúng ta giữ tất cả những cái phiền não đó thì chúng ta khó có thể mà nghe được. Chúng ta nhìn nhận, đọc ở bên ngoài, tức là khi nghe được cái danh hiệu là bị tất cả các cái khổ nạn, bị trói, bị xích, bị đánh, bị đập, bị giam, bị cầm của phép vua vân vân. Nhưng mà khi nghe danh hiệu của Ngài, tức là cái người đó họ đang bị đó, nhưng mà họ thành tâm, họ nhất trí, họ dứt trừ hết, họ thành tâm, họ tâm niệm như vậy, để chính cái trong cái họ đó họ họ nghe được cái sự giải thoát. Thì khi mà đạt được cái sự giải thoát rồi á thì nó không có cái sự khổ đau đó đến nữa. Quý vị thấy như thế này, nếu mà chúng ta nghe được một cái câu của cái bậc giác ngộ đã thốt lên, quý vị thấy cái ngày xưa cái dòng họ Kolima và dòng họ Thích Ca của cái dòng sông vì muốn giành nước của một cái dòng sông, cho nên hai bên mới cãi vã với nhau và đem quân để chuẩn bị đánh với nhau để mà lấy nước cái dòng sông đó. Và khi Đức Phật nghe như vậy thì nó chờ cái dòng họ Thích Ca và cái dòng họ Kolima này mà nếu mà đánh nhau thì nó không có còn gì cái tiếng tâm mà đem cái tiếng xấu vì cái nước để mà trồng lúa, trồng ruộng thôi mà làm như vậy, trồng rau, trồng dưa không mà đã làm cho mất cái tâm tiếng như vậy. Cho nên Ngài đến đó là khuyên bảo, Ngài chỉ nói một câu rằng là: này hai dòng họ, quý vị thấy rằng là cái nước nó quý báu hơn hay là cái máu nó quý báu hơn? Và tất cả hai bên đó đều trả lời rằng là cái máu nó quý báu hơn. Và chỉ một câu nói đó không mà hai dòng họ đã dẹp hết tất cả cái đao binh. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta nghe được cái lời Đức Phật dạy ở trong cái 12 đại nguyện của Đức Dược Sư đây mà chúng ta thực hành thì chắc chắn là tất cả những cái sự kìm kẹp, những cái sự trói buộc trong ngục tù hay là bị hình phạt này kia nó không có còn nữa, thưa quý vị nha. Dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy. Dạ, kính bạch Thầy, vậy thì có nghĩa là nếu mà mình cố gắng tu tập theo lời của Đức Phật dạy thì mình không cần đến cái oai thần của Đức Dược Sư gia hộ cho mình nữa hay sao? Cái sự oai thần mà gia hộ này á, tức là Ngài dạy cho chúng ta cái sự gia hộ đó bằng cách nghĩa là hướng dẫn chúng ta một cái con đường, đó chính là cái sự gia hộ cho chúng ta. Ngài đã gia hộ cho chúng ta bằng cái con đường đó. Còn cái thực hành á, cái con đường đó thì chính mỗi một cá nhân của chúng ta phải thực hiện. Quý vị thấy nhiều cái nhà sư tu ở trên Himalaya đạt được cái mức độ nghĩa là cũng mặc dù ở trên đó với cái độ âm mà nghĩa là 20 độ, 30 độ nhưng mà các ngài không có cần phải mặc áo lạnh, không có cần phải mặc cái lò sưởi, và có nhiều vị đã bay đi tự tại. Thì khi mà đạt được cái đó rồi thì như quý vị thấy rằng là chính bản thân của chúng ta làm cái ngài Đức Dược Sư Ngài gia hộ chúng ta bằng cái sự hướng dẫn, đó chính là cái sự gia hộ. Mà quan trọng ở đây là chúng ta thực hành. Nếu chúng ta thực hành như vậy mới đạt được. Còn nếu mà chúng ta không có thực hành được thì rõ ràng nó rơi vào ở đâu? Rơi vào trong một cái tình trạng mà chúng ta ỷ y. Cũng như chúng tôi kể chuyện rằng là có hai người câu cá lần trước, hai anh ra câu cá thì ở bên bờ Kahara, thì một anh nữa nói rằng là nếu tôi ước gì ngày nay tôi câu được 500 con cá. Anh kia nói nếu mà có được 500 con cá thì anh cho tôi nữa, nó không cho. Nó nói bạn bè sao vậy, nói cho anh cho tôi 20 con nó không cho. Nó nói chỉ cho một con không, nó không cho. Nó nói tại sao bạn bè với anh không cho. Anh nói có ít nhất gì tôi bạn bè với anh, nhưng mà ít nhất anh phải có một cái sự mong ước. Còn anh chỉ trông mong người khác không mà anh không có thực hiện thì làm sao anh có được một con cá được. Cho nên qua cái câu chuyện đó cho chúng ta biết rằng là
chúng ta. Dù chúng ta chưa thực hành được nhưng mà chúng ta phải có một cái hướng đi, có một cái ước nguyện như vậy. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy ạ. Dạ, và xin quý vị hoan hỷ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xin cảm ơn quý vị. Xây thương thân tình trong đời.